Thưa quý vị, một người phụ nữ từ quê hương Kim Sơn, Ninh Bình vào miền Nam để tìm con đường lập nghiệp, theo lời gợi ý từ một vài người bạn, được xem là người phụ nữ tiên phong mở ra trào lưu mới cho thị trường cung cấp vải rèm thiết kế tại Việt Nam. 17 năm nỗ lực, không ngừng phấn đấu để phát triển thương hiệu của mình ở cả thị trường trong và ngoài nước. Câu chuyện về con đường lập nghiệp của nhân vật trong diễn đàn CEO ngày hôm nay sẽ được chúng tôi gửi đến quý khán giả ngay sau đây. Trước tiên, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một vài ghi nhận của VITV. Quý vị đang theo dõi chương trình diễn đàn CEO được phát sóng trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV và tôi là Hoàng Phi. Khó miêu tả về cái con người của chị ấy lắm, nó thú vị lắm. Mình chỉ dùng hai từ là mộc mạc và đáng yêu. Chị có một cái chí hướng và có những cái hoạch định, nói chung là về tương lai, và chị nhưng đặc biệt có cái là chị nhìn được, giống như là chị nhìn được cái thị hiếu khách hàng trước bọn tôi thì phải. Đấy, cho nên là nếu mà nói thì nhưng tôi nghĩ là một con người cũng gần như là nói đi trước thời đại thì nó hơi quá, nhưng mà chắc cũng gần giống như thế. Sinh ra và lớn lên tại quê hương Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, lập gia đình từ năm 17 tuổi. Khi 21 tuổi, chị đã có được một gia đình đầy đủ với ba người con kháu khỉnh, cả trai và gái. Cuộc sống nơi quê nhà cứ thế trôi qua khi chị là một thợ may tại một xưởng may gần nhà cùng chồng chị nuôi dạy ba con nhỏ. Rồi lần tình cờ, qua lời gợi ý từ người quen, chị đã một thân một mình nam tiến vào Sài Gòn để tìm kế sinh nhai với quyết tâm thay đổi đời mình và thay đổi cuộc sống cho gia đình. Và rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, những biến cố, tai họa, thất bại trên con đường lập nghiệp tại Sài Gòn cứ thế ập đến trên vai của người phụ nữ này. Những thăng trầm, khó khăn mà chị đã trải qua càng chứng tỏ về sức sống mạnh liệt, niềm tin để vượt qua thử thách cũng như bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam, dù gian nan nhưng vẫn quyết tâm để chạm đến ước mơ, chạm đến thành công. Xin được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả nhân vật của chương trình diễn đàn CEO ngày hôm nay, chị Nguyễn Thị Nhung, giám đốc công ty nội thất Huyền Trang. Ngày hôm nay thì rất cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chương trình cùng với khán giả của VTV ạ. Xin chào các khán giả, chào Hồng Phi. Thưa chị, ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nói về câu chuyện lập nghiệp của chị cách đây hơn 30 năm trước. Và trong cái khoảng thời gian, cái thời khắc như thế này thì không biết là chị đã sẵn sàng để chia sẻ câu chuyện của mình cũng như là trải lòng với tất cả khán giả của VTV chị ạ? Tôi rất sẵn sàng ạ. Thưa chị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu nói về con đường khởi nghiệp 30 năm trước của chị. Thì lúc đó theo chúng tôi được biết là năm 21 tuổi thì chị đã từng làm một công nhân may ở một cái xưởng may gần nhà. Thì chị có thể chia sẻ nhiều hơn với quý vị khán giả về cái giai đoạn này là như thế nào ạ? Năm 21 tuổi thì tôi đã có ba con, làm thợ may thuê trong một cửa hàng của một người cô họ ở quê nhà. Ngày công là 10.000 một ngày, thì cuộc sống cứ ngày ngày trôi đi rất là khó khăn. Đấy, cuộc sống con cái thì lam lũng, không đủ ăn, không đủ tiêu, con ốm không có tiền mua thuốc. Cũng tình cờ một người bạn ở từ Sài Gòn về có gợi ý với tôi là vào trong này sống làm việc thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tôi nghe lời bạn vào chơi tham khảo thị trường rồi trở về bàn với ông xã, thì ông xã cũng không nhất trí và nói là đi vào đây thì gian truân lắm, nhưng mà tôi xin phép chồng và con và chồng thì ở nhà. Tôi đi hơn một năm trời và khi mang đi một số vốn là 20 triệu đồng vay từ quỹ tín dụng xã, vào trong này thuê mặt bằng mở cửa hàng may. Cũng một lần may mắn nữa, khi mà tôi trở về đất Bắc để dỗ bố, gặp một người bạn đi, khi mà làm với ngành này thì muốn trở thành nhà cung cấp thì phải nhập những cái nguồn vải về để mà cung cấp lại cho các cái cửa hàng. Lại một lần một người bạn nữa đi lên đến một nơi gọi là giáp nước bạn để nhập hàng, thì cũng rất là may mắn gặp được một người quen, người ta đầu tư. Hồi đó là tôi không có vốn để làm cái việc này, đầu tư thì số vốn là người quen đó đầu tư đưa vào Sài Gòn bán, thì cứ như thế trôi đi. Thì chỉ bán, hồi đó tôi chỉ bán những cái mảnh vải gọi là khi mà đi chào khách ấy, thì bán những cái mảnh vải nhỏ chứ không có quyển catalog như bây giờ, thì cũng chỉ là thu nhập với mức độ bình thường. Xong một lần tôi đi công tác nước ngoài,
khi đưa con vào đây, hai con vào đây, thì tôi đi công tác nước ngoài, không may tôi gặp tai nạn ở bên đó, tôi phải nằm ở bên đó 3 tháng và trải qua 4 cuộc phẫu thuật. Thì cơ thể phải 1 năm tôi mới đi lại bình thường được. Thưa chị, ở cái thời điểm mà chị gọi là bước ngoặt của cuộc đời mình, năm mà mình còn, những ngày mình, tháng mình còn làm thợ may ở đất Ninh Bình, rồi mình quyết định là mình chuyển vào trong Nam để mình tìm cái sinh nhai, thì lúc đó, lần ra đi đó, chị mong muốn cái điều gì? Bởi vì cũng là một lời gợi ý của bạn thì mình mới có cơ hội được. Chứ khi mình ở quê mà vào trong đó mà lại không có một cái lời gợi ý, mà không có người thân quen, thì thực ra thì cũng hơi mông lung. Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ là tôi sinh ra và lớn lên ở một gia đình nông dân, vì vậy mấy đời rất nghèo nàn. Tôi muốn thay đổi từ đó, không biết có biết thay đổi được hay không, nhưng muốn thay đổi chỗ ở, xem có thể được thay đổi cuộc đời cho mình không. Với một gia đình lớn là cha mẹ sinh ra, anh em đều là nông dân hết. Đó đến đời của tôi, sinh ra và lấy chồng sinh con thì cũng như thế thôi, mà cuộc sống rất là chật vật. Cơm không đủ ăn, thuốc con ốm không có tiền mua thuốc. Vì vậy nên là tôi thử thay đổi. Chính vì đó là cái động lực của tôi ra đi. Và khi mà mình mới bắt đầu lập nghiệp, rồi cũng không lâu sau đó, một hai năm sau đó, thì có một biến cố đối với bản thân chị, bị tai nạn ở nước ngoài. Rồi sau đó nữa là biến cố về gia đình, khi mà một ông xã của mình đã không còn nữa, thì còn lại 3 đứa con thơ. Một mình chị phải gánh vác tất cả mọi việc trong gia đình. Lúc đó niềm tin, động lực như thế nào mà khiến một người phụ nữ rất là hiền hậu như chị mà có thể là đứng vững để mình có thể tiếp tục tới ngày hôm nay? Thứ nhất là trong khi mà bị tai nạn ở nước ngoài, chính ra mà nói cái chết đó là phải đến với tôi, chứ không phải với bạn tôi ngồi cạnh tôi. Người đó là người chết thay tôi. Bởi vì khi mà cái bị tai nạn, cái xe nó đổ như vậy, thì chính cái chỗ đó là cái chỗ thanh sắt ô tô và cái ghế, khi mà theo cái đà quán tính xe nó ghé, thì là chỗ đó theo đà quán tính là tôi, nhưng bạn tôi ở bên nhảy sang bên chỗ tôi là tôi hết chỗ. Vì vậy tôi luôn nghĩ là ông trời cho tôi sống lại lần thứ hai chắc là sau này sẽ mang những điều tốt lành đến cho tôi. Tôi tin ở điều đó và tôi cố gắng. Đó là cái niềm tin, và bên cạnh cái niềm tin là cái trách nhiệm của một người làm cha vừa thay mẹ, nên tôi phải cố gắng làm cái gì đó để có được cái điều kiện cuộc sống để nuôi 3 đứa con. Đó là cái động lực. Yeah. Và trong cái quá trình kinh doanh của mình đó chị, thì chị có một cái kỷ niệm nào đó đáng nhớ trong cái lần hợp tác nào đó, chị có thể chia sẻ với tất cả quý vị khán giả, cũng như là cái rủi ro nào lớn nhất trong suốt cái 17 năm chinh chiến của mình ở chiến trường kinh doanh, chị có thể chia sẻ với quý vị khán giả? Có một cái kỷ niệm là đáng nhớ nhất. Sau khi cái thiết kế ra những cái cuốn catalog ở nước ngoài nhập về và nhận được đơn hàng lớn, và trong một cái lần đó thì một cái niềm vui mà tới với khách hàng rất là hồ hởi, cảm tưởng như gặp lấy mình, ký được hợp đồng với mình, như là cảm thấy được như mình ban ơn rồi, có cái gì đó rất là vui lắm mà thoải mái lắm. Thế thì cái đó mà làm cho tôi cái ấn tượng nhất. Khi đó mình bán hàng, mình ký được hợp đồng, mình có lợi nhuận, nhưng mà trong một cái tinh thần khách hàng rất là vui và hồ hởi, thì cái đó là cái ấn tượng và cái vui nhất của tôi. Và tôi thầm nghĩ đây chắc là một cái thành quả, và ông trời đã bù đắp cho tôi bao nhiêu năm tôi phải trải qua những cái gập ghềnh chông gai, và ngày hôm nay với những cái điểm may mắn vui vẻ như thế này thì chắc hẳn những ngày về sau cứ cái đà này mình phát triển tốt đây. Cho tới bây giờ đã một khoảng thời gian khá lâu rồi, chị nhìn lại cái chặng đường mình đã trải qua từ khi mà mình từ Bắc vào Nam, con đường sự nghiệp khởi nghiệp của mình có quá nhiều nốt trầm như vậy, thì chị suy nghĩ như thế nào về những khó khăn mình đã trải qua như thế? Trong những cái giai đoạn đó thì nhìn vào về kinh doanh cái gì cũng thiếu hết, nhưng tôi phải lượng sức mình. Tôi luôn cố gắng hết mình và làm những cái gì trong khả năng. Từ đó tất cả mọi công việc tôi biết lượng sức, cho nên dần dần rồi cũng qua đi. Lúc nãy chị có nhắc tới niềm tin, vậy thì cái niềm tin đó là niềm tin gì ạ? Niềm tin về sự công bằng của cuộc sống. Khi
khi mà chị trải qua những cái khó khăn như vậy thì bây giờ chị ngồi chị nghĩ lại thì chị có nhìn thấy là cuộc đời quá bất công với mình hay không? Không, tôi thấy cái gì qua đi đều có cái giá trị của nó cả. Có những cái đến với mình, những sự đau khổ thì lại thêm cho mình sự mãnh liệt. Và với những cái sự mãnh liệt đó mà chị đã vượt dậy và đến ngày có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Thưa quý vị khán giả, con đường khởi nghiệp và quá nhiều nốt trầm của nhân vật trong chương trình diễn đàn CEO ngày hôm nay mà chị vừa chia sẻ với tất cả quý vị, và hành trình đó vẫn chưa dừng lại, vẫn còn rất nhiều câu chuyện khác chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Đi thuê thì chủ nhà thấy tôi làm ăn được thì người ta muốn giành giật cái thương hiệu đó và không cho tôi thuê nữa. Mời quý vị cùng trở lại cuộc trò chuyện với nhân vật trong diễn đàn CEO ngày hôm nay. Thưa chị, chúng ta sẽ trở lại cuộc trải lòng 30 năm của một người phụ nữ từ Bắc, đất Bắc vào miền Nam để lập nghiệp. Thì khi mà chị bắt đầu khởi nghiệp, thì chị tại sao chị lại lựa chọn cái ngành là thiết kế nội thất, mà cụ thể hơn đó là rèm trang trí? Vậy thì lý do đó là như thế nào ạ? Về chị có chuyên môn hay là chị làm sao ạ? Hồi đó là tôi sống ở quê, nghe một lời gợi ý của bạn vào quê lập nghiệp. Thì bạn đang làm nghề này, vì đất Sài Gòn đối với tôi nó xa lạ nên cũng làm theo cái ngành của bạn. Và với số vốn vay từ quỹ tín dụng là 20 triệu đồng, tôi vào mạnh dạn thuê một cửa hàng để mở ra may rèm. Chuyên môn thì không phải, nhưng hồi đó tôi là một cô thợ may. Vào trong đất Nam thì chưa hề biết tất cả thị trường, một thành phố mình ở quê, ở thành phố rộng rãi như thế thì không hiểu biết gì cả, cho nên là phải theo con đường của bạn. Bạn làm nghề này thì mình cũng làm nghề đó. Và mở với số vốn 20 triệu đồng vay từ quỹ tín dụng, thuê mặt bằng và mở cửa hàng may màn cho khách. Vậy thì lúc đó cửa hàng của chị hoạt động như thế nào ạ? Lúc đó cửa hàng của tôi hoạt động rất là tốt. Bởi vì tốt như thế cho nên là khi mà tôi không có mặt bằng phải đi thuê thì chủ nhà thấy tôi làm ăn được thì người ta muốn giành giật cái thương hiệu đó và không cho tôi thuê nữa, và lấy lại căn nhà. Và lúc đó tôi tên Nhung nên tôi lấy thương hiệu là Trang Nhung, và người ta lấy luôn cái thương hiệu của tôi. Sau này khi tôi phải đi mở chỗ khác thì tôi mới thay đổi cái thương hiệu đó là thương hiệu Huyền Trang như bây giờ. Cái lúc mà chị mới bắt đầu mình mở cửa hàng đó thì chị có tính tới cái con đường xa hơn là mình sẽ thành lập công ty sau này hay không ạ? Hay chỉ đơn giản là chị chỉ làm cùng với người bạn như thế thôi? Với lúc đó thì tôi chưa hề nghĩ, bởi vì nhiều khó khăn quá, vốn viếng không có, rồi sự hiểu biết, thị trường cũng không. Nói bằng đúng kể cả tiếng tăm giữa người Nam và người Bắc tôi còn chưa hiểu hết. Nên tôi chỉ biết làm như thế. Khi mà cái người chủ nhà đó họ lấy lại cái mặt bằng đó, rồi lấy cả thương hiệu của mình nữa, thì cái quá trình mà chị bắt đầu mở lại một cái thương hiệu mới nó có khó khăn như thế nào, và những khách hàng cũ của mình có quay lại với mình hay không? Cũng khó khăn, nhưng mà với một cái thời điểm đấy, bởi vì thương hiệu mới mở cho nên nó cũng có chưa lớn mà chưa lan rộng, cũng chưa có nhiều khách hàng, vì vậy cái tổn thất thì nó cũng không có gì đáng kể cả. Sau đó tôi lại thuê một chỗ khác và làm tiếp ạ. Cửa hàng mình mở ra, mình may rèm cho khách như thế, nó kéo dài trong bao lâu và đến khi nào thì chị bắt đầu thành lập Huyền Trang ạ? Trong vòng gần 2 năm, cho đến năm 2004 thì tôi mở cửa hàng, và lúc đó tôi bắt đầu với ra ý tưởng là phân phối thêm vải để kiếm thêm thu nhập. Và có nhập thêm vải mà phân phối nhỏ lẻ theo kiểu truyền thống, tức là chỉ cho khách hàng xem bằng mảnh vải nhỏ thôi. Rồi theo chúng tôi được biết nữa thì chị có chia sẻ một dịp tình cờ thì chị cùng một vài người bạn đi nước ngoài và chị phát hiện ra cái mô hình là catalog cho cái vải rèm thiết kế này. Thì chị có thể chia sẻ với chúng tôi về cái dịp đó, tạm gọi là cái cơ duyên mà chị đã giúp chị phát triển cái Huyền Trang như ngày hôm nay. Lúc đó là trong sau khi mà tôi gặp tai nạn rồi chồng mất, thì lúc bấy giờ kinh tế sa sút,
tôi cũng không còn con đường nào khác. Thế là bạn bè cứ rủ đi đâu, hoặc là đi đâu hay là tôi đi qua bên nước ngoài. Thì tôi có nói là tôi làm về bên cái ngành màn cửa này, và các bạn có biết ở chỗ nào ở bên đó làm cái ngành này không, để cho tôi đi tham khảo. Tôi không có tiền, tôi không có vốn nhiều, nhưng mà tôi đi tham khảo. Thế là tôi đến một nơi, thì tôi tự nhiên tôi mới phát hiện ra tại sao cái nơi này người ta bán hàng rất là modern, toàn là hàng vải trên cartono không. Sao Việt Nam mình tại sao không có cái này nhỉ? Đó, tôi nảy ra ý tưởng. Khi tôi về tôi suy nghĩ, và tôi đánh liều luôn. Và lúc bây giờ tôi đang không có tiền, mà với cái số vốn đặt cartono thì không cần số vốn là nhiều tiền. Hồi đó chỉ 200 ngàn tới 300 ngàn một cuốn. Thì 200-300 ngàn, tôi đặt 100 cuốn, 200 cuốn hay 300 cuốn thì số vốn cũng không đáng bao nhiêu, thì tôi có thể xoay sở được. Tôi bắt đầu đặt 200-300, tôi đưa trở về Việt Nam và đã được khách hàng nhiệt liệt hoan nghênh cái việc này, bởi vì là một ý tưởng mới. Và từ đó đúng là một cái hồi đáp dành cho tôi không tưởng tượng được, đã bù đắp cho tôi sau những bao nhiêu những năm tháng mà tôi trải qua nhiều gập ghềnh chông gai. Và cũng từ đó nó là một cái động lực thừa thắng xông lên mà. Thừa thắng xông lên, tôi tuyển nhân viên, mở công ty, tôi tuyển nhân viên, thuê các nhân sự và trải dài khắp cả nước. Mà lúc bấy giờ thì kinh doanh như thế thì cứ trích phần trăm hoa hồng cho nhân viên, thì cứ lấy nó trả nó, và các em nhân viên là đi đâu là toàn đi máy bay hết đấy. Từ không, mà trong chỉ cần trong vòng khoảng một năm trời thôi, trải dài trong cả nước. Xong tôi xâm nhập ra nước ngoài, cũng cả là cái mô hình này. Và tôi có một vài lần đi nước ngoài, tôi cũng từ cái mô hình này tôi sẽ khám phá, và tôi suy nghĩ rằng tại sao những cái nước lân cận mà lại không làm giống như thể là cái nước mà mình đã từng học hỏi và nước mình. Thế là tôi lại áp dụng cái mô hình này qua nước ngoài, quả nhiên rất là tốt. Cái cách mà chị phát triển cái sản phẩm của mình ở thị trường nước ngoài là như thế nào ạ? Mỗi một đất nước là nó có một cái gu và một cái thời trang khác nhau. Vì vậy đến một đất nước nào tôi phải xem thị hiếu của cái thị trường nước đó như thế nào, và tôi sẽ về và tự sáng tạo và làm thạch cartono để phù hợp với lại cái thị hiếu của nước đó. Và cho đến bây giờ thì chị đánh giá cái thị trường nào là cái thị trường khó nhất mà chị đã từng tiếp cận thị trường ở những cái quốc gia khác Việt Nam? Hiện nay thì tôi mới có ba nước thôi. Thị trường nói chung là thị trường nào cũng không khó, mới bước đầu xâm nhập thì khó, nhưng sau rồi không khó. Và một cái gọi là tuổi thọ của sản phẩm thì bất cứ ở đất nước nào cũng thế, có xâm nhập, có phát triển, có bão hòa và suy thoái. Ví dụ như Việt Nam hiện nay đang là bão hòa, nhưng với những các công ty mà người ta không chuyên nghiệp, nhưng với tôi thì tôi thấy nó cũng là bình thường, và đấy nó là lẽ tự nhiên của tuổi thọ của những sản phẩm. Chúng tôi muốn mời chị chia sẻ về một cái nhận định nữa, là khi mà đã có 17 năm trong cái ngành rèm cửa thiết kế này rồi, thì chị đánh giá như thế nào về cái xu hướng cũng như là cái tương lai phát triển của ngành này ở Việt Nam cũng như trên thế giới thì như thế nào? Cái xu hướng hiện nay thì thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng đang trên đà phát triển từng ngày. Vì vậy nội thất không thể là nhu cầu cần thiết, không thể thiếu được, mà trong đó thì là có màn cửa. Nhu cầu của khách hàng hiện nay là chú trọng vào chất lượng và không gian sống phải đẹp. Vì vậy tôi luôn sáng tạo thiết kế ra những cái mẫu màn mới, rồi giá cả hợp thời trang để cùng hòa nhập vào cái sự phát triển. Nói chung là đa dạng. Ví dụ như hàng công trình thì người ta thường dùng những cái gu hàng màu, các biệt thự thì là những cái tông cổ hoa, rồi các khách sạn thì là hàng màu. Nói chung là mình là nhà cung cấp là phải đa dạng, mình phải đa dạng thì mới phục vụ được khách hàng. Thưa quý vị, với những chia sẻ vừa rồi của doanh nhân Nguyễn Thị Nhung về sự phát triển cũng như xu hướng của thị trường rèm cửa Việt Nam cũng như trên thế giới, thì ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận của VITV về thị trường rèm cửa của Việt Nam cũng như trên thế giới và những thành công của doanh nghiệp của doanh nhân Nguyễn Thị Nhung trong thời gian qua.
Khoảng 10 năm trở lại đây, thị trường nội thất tại Việt Nam phát triển nhanh chóng trước sự tăng tốc vượt trội của nhiều dự án bất động sản gắn liền với những căn hộ hay những tòa nhà văn phòng, khách sạn cũng như các biệt thự cao cấp được hình thành ngày càng nhiều trên khắp cả nước. Với đà phát triển đó là một nhà phân phối lẻ các sản phẩm rèm cửa, màn sáu trang trí cho các dự án lớn trên phạm vi cả nước, chị Hoàng Thị Thanh Vân luôn chọn những nhà cung cấp uy tín, chất lượng để đảm bảo được yêu cầu sản phẩm từ phía khách hàng. Thực ra trên thị trường thì có rất nhiều nhà cung cấp khác nhau. Số lượng nhà cung cấp của Việt Nam về lĩnh vực vải, rèm cửa cũng khá là nhiều. Nhưng mà cái lý do mà tôi cũng là một trong những khách hàng khá là thân thiết với bên Huyền Trang vì số lượng mẫu phong phú và dịch vụ đáp ứng được yêu cầu về cái thời gian mà hẹn với khách, tức là số lượng về thời gian, thì cái đấy là cái tôi lựa chọn đầu tiên. Bên cạnh đấy cũng có những, tức là những công ty khác thì chúng tôi cũng phải lấy những cái nguồn hàng để cung cấp cho nó dồi dào và nó đều, vì mỗi một nhà cung cấp thì sẽ có những cái tiêu chí khác nhau hoặc là mẫu mã phong cách khác nhau, nhưng Huyền Trang vẫn là nhà cung cấp hàng đầu của Hoàng Vân lựa chọn. Ngày nay, khi mà mức sống ngày càng được nâng cao, nhu cầu của con người không chỉ là ăn no mặc ấm, mà phải ăn ngon mặc đẹp và sống trong một không gian lý tưởng. Chính vì thế mà thị hiếu và xu hướng về trang trí nội thất cũng luôn thay đổi. Và vì vậy, những nhà cung cấp sản phẩm này cũng phải thích ứng và nắm bắt được xu thế đó. Những sản phẩm này tôi nghĩ tương lai nó là những trong những sản phẩm phát triển. Bởi vì con người bây giờ không phải là ăn no nữa, ăn no mặc ấm nữa, mà phải ăn ngon mặc đẹp. Cho nên vì thế nó vẫn là những lựa chọn trong tương lai và sản phẩm nó sẽ còn những đất diễn, còn chỗ sống. Bây giờ các cái tòa nhà này, văn phòng này thì bây giờ là người ta xài bằng kiếng nhiều, thì thực ra để mà xu hướng thì tôi nghĩ là cái này là cái tối ưu để mà đưa đến khách hàng những cái sản phẩm như thế này. Nắm bắt được xu hướng và thị hiếu của người tiêu dùng, thời gian qua để có thể đứng vững trên thị trường, doanh nghiệp của doanh nhân Nguyễn Thị Nhung đã đưa ra những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng cả về mặt thẩm mỹ và chất lượng dịch vụ. Nhờ vào sự tận tụy, cố gắng và tâm huyết với ngành nghề của không chỉ riêng người nữ doanh nhân này mà còn có cả những cộng sự, những nhân viên của Huyền Trang đã đưa con thuyền Huyền Trang phát triển. Không chỉ có mặt ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, đến nay Huyền Trang đã có mặt ở các quốc gia lân cận trong khu vực Đông Nam Á. Có được sự thành công và phát triển này chính là quả ngọt xứng đáng cho những tháng năm đầy gian truân, vất vả của doanh nhân Nguyễn Thị Nhung trên con đường nam tiến lập nghiệp của mình. Có thể là do nhà máy sản xuất chậm trễ thì khách hàng lại đi ký hợp đồng với lại bên đối tác. Quý vị cùng trở lại cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thị Nhung, giám đốc công ty nội thất Huyền Trang trong chương trình diễn đàn CEO ngày hôm nay. Thưa chị, tại sao mà chị quan tâm tới cái việc là có đưa cái thương hiệu Việt nói chung ra thị trường nước ngoài ạ? Vì mình có khả năng. Tại sao mình không mang cái này sang nước ngoài để mình áp dụng? Đó là cái suy nghĩ của tôi. Thời gian vừa qua thì Huyền Trang đã làm như thế nào để có thể đáp ứng được nhu cầu cũng như thị hiếu của từng vùng miền khác nhau ở Việt Nam? Không những bây giờ mà nhiều năm về trước. Nhưng bây giờ thì tất cả đều phải tinh tế hơn, đều phải chuẩn mực hơn. Thành phố thì hay người ta hay dùng cái vải màu và những cái gu sang, gu màu. Nhưng nếu như miền Trung hoặc là miền Tây hoặc là những cái vùng miền núi hoặc là những cái vùng nông thôn thì ta lại thích dùng cái vải in hoa cho nó rực rỡ. Vì vậy cho nên là nếu như mình muốn đáp ứng được cái việc đó thì mình phải phân khúc thị trường. Nếu như mình tính chuẩn xác được như vậy thì doanh nghiệp mình không bị tồn đọng và đảo lộn được những cái rất là nhanh, tức là cái số vốn đảo lại đi đảo lại rất là nhanh thì cái mang lại cái kết quả tốt cho doanh nghiệp. Yeah. Và cái quá trình mà chị tiếp cận với từng vùng miền như thế nó có những cái khó khăn gì, và chị dựa vào đâu để mình có thể tìm hiểu được cái thị hiếu của những người dân ở từng vùng như thế cũng như là ở những quốc gia khác ạ? Rất là dễ, là bởi vì với kinh nghiệm 17 năm trong ngành, tôi cái gì tôi không biết, nhưng với cái ngành này nếu như có thể tôi chỉ nhìn là tôi biết thôi. Tôi chỉ có lướt qua và tôi nhìn thấy, tôi chỉ hỏi tiếp xúc với khách. Một năm tôi có thể đi thị trường một lần, còn toàn là nhân viên thôi. Và tôi xem những cái báo cáo của nhân viên. Cái vùng nào dùng những cái loại nào nhiều hơn là tôi đã nắm được rồi. Và khi nắm được thì mình mới là cái chiến lược nhập hàng để phát triển. Thì như thế thì cũng rất là dễ thôi. Là bởi vì không,
không phải là khó, bởi vì với một người 17 năm kinh nghiệm. Thưa chị, trong 17 năm kinh doanh thì có những cái lần rủi ro nào mà chị lớn nhất trong cái, chị gọi là lớn nhất trong cái quá trình kinh doanh của mình? Có. Giả sử như là khi mà tôi đã ký hợp đồng với những đặt đơn hàng của khách hàng, trễ hàng, có thể là do thiên tai, có thể là do nhà máy sản xuất chậm trễ, thì khách hàng lại đi ký hợp đồng với lại bên bên đối tác, thì cái đó thì lỗi là lỗi nhà mình cung cấp gây ra, thì mình cũng phải gánh chịu và cùng bàn bạc với lại bên đối tác của mình làm sao mà đưa đến cái xử lý cho nó hợp tình hợp lý và còn có cái tình mà giữ được khách hàng. Thì mình có thể là chịu một phần tổn thất nào đó với cái hợp đồng phạt là bao nhiêu phần trăm so với lãi ngân hàng chẳng hạn. Thì cái đó, những cái đơn hàng như vậy thì không phải là một lần mà cũng đã nhiều lần tôi đã phải xử lý. Rồi có những cái mà ví dụ như là hàng ấy, khi khách hàng ấy, chưa hiểu rõ về cái chất vải, chẳng hạn là chưa hiểu rõ về cái chất vải. Ví dụ như có những cái chất vải nó chịu được lạnh nhưng nó lại không chịu được nóng. Nhưng khi mà khách hàng tư vấn thì có thể là nhân viên tư vấn chưa kỹ, thì người ta lại dùng những cái chất vải đó, người ta đang lẽ ra là ở trong mát nhưng lại tiếp cận với ánh sáng nên cái đó nó bị cái độ giòn thì nó bị tơ ra và khách hàng lại bắt đền. Nhưng cái đó là không phải là xấu, nhưng làm ngành này rất là nhiều chất hàng và rất là nhiều mẫu mã đa dạng, nhưng phải biết sắp xếp nó nằm ở vị trí nào, cái hàng nào nó nằm ở chỗ nào và cái hàng nào nó đặt ở cái chỗ nào để cho nó hợp lý, chứ không phải hàng đấy là hàng xấu, chẳng qua là sai cái chỗ mà mình tư vấn với khách thì mình cũng phải gánh hậu quả ở chỗ đó. Có thể những đơn hàng tiền nước ngoài gửi về trả lại, bên tôi cũng phải xử lý trả lại tiền cho khách hàng. Khách hàng thông cảm và tôi cũng nói rằng không có cái gì mà tuyệt đối được, nhưng nếu xảy ra như vậy thì không ngoài mong muốn. Cái trách nhiệm là cái quan trọng nhất, là công ty, nhà cung cấp có trách nhiệm với khách hàng. 17 năm kinh nghiệm chị đã trải qua nhiều biến cố, nhiều gian truân như từ đầu chương trình đến giờ chúng ta chia sẻ, thì chị có những cái lời khuyên cũng như những cái gợi ý nào cho tất cả các bạn khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay, khi mà cái phong trào khởi nghiệp nó đang rất là nở rộ? Cũng như tôi nhiều năm về trước, tôi có lời khuyên với các bạn là các bạn phải chọn lấy một cái nghề mà các bạn yêu thích, các bạn có sự kiên trì vượt khó và luôn luôn sáng tạo học hỏi, mang tinh thần khởi nghiệp, các bạn sẽ thành công. Phải yêu nghề, phải có sự kiên trì và luôn luôn học hỏi sáng tạo và mang tinh thần, lúc nào cũng mang tinh thần khởi nghiệp. Chứ không phải là hôm nay tôi mở doanh nghiệp, tôi khởi nghiệp, ngày mai tôi mở rồi, tôi không khởi nghiệp nữa. Không được, không được. Nếu như vậy là doanh nghiệp không phát triển được. Mà với cái xã hội hiện nay, nếu như mà doanh nghiệp mà cứ ngừng coi như mình là đủ thì bị tụt lùi ngay. Cho nên luôn luôn phải khởi nghiệp. Thưa chị, từ đầu chương trình đến giờ chị chia sẻ 30 năm biết đến cái mình bắt đầu với cái ngành mà may, đầu tiên là một người con thợ may thôi. 17 năm thành lập công ty và trải qua nhiều biến cố, bây giờ nhìn lại chị cảm nhận như thế nào về cái điều này? Tôi thấy, với tôi bây giờ, tôi thấy cuộc đời cái gì tôi cũng thấy bình thường, bởi vì cái gì cũng có một cái giá trị của nó, dù hay dù dở, dù vui dù buồn thì đều là cho mình một cái trải nghiệm. Ví dụ khó khăn đã làm cho tôi tô luyện cho tôi thêm vững vàng hơn, và hiện nay qua những cái lần khó khăn, ví dụ như là tôi bị tai nạn, nói chung là coi như là từ cõi chết trở về, và một cái nỗi đau nữa là một nửa của tôi không còn nữa, là người chồng tôi qua đời, mà hai nỗi đau đó tôi vượt qua được rồi, thì với tôi bây giờ cái gì tôi cũng thấy bình thường. Ngày hôm nay thì cũng rất cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chương trình cùng với Diễn đàn CEO, chia sẻ với tất cả quý vị khán giả của VITV, và chúng tôi, những người thực hiện chương trình, kính chúc chị cũng như công ty Huyền Trang sẽ ngày càng phát triển hơn nữa và đạt được những thành công mới. Xin cảm ơn khán giả, cảm ơn Hoàng Phi. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Diễn đàn CEO tuần này cũng đã hết. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem lại hoặc xem trực tuyến chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật những thông tin qua fanpage của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.